Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Công an tổ chức lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước sử dụng giấy tờ của công dân từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Dự và chủ trì tại buổi lễ ở Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu. Hai hệ thống trên đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt của đất nước, giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hệ thống quan trọng nhất trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng chính phủ điện tử. Để triển khai dự án, Bộ Công an đã bố trí 100% công an xã chính quy tại các địa bàn xã, thị trấn với gần 45.000 cán bộ chiến sĩ. Qua đó nâng cao hiệu quả thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư, đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Tính sơ bộ toàn nền kinh tế, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm chi phí về thời gian chuẩn bị đơn, tờ khai gần 370 tỷ đồng, không phải xuất trình đơn, tờ khai, tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng một năm. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành không phải nhập dữ liệu công dân tiết kiệm khoảng 246 tỷ đồng. Tổng chi phí tiết kiệm là 4.864 tỷ đồng. Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ lấy vân tay lăn thay cho vân tay phẳng, sử dụng thẻ chip điện tử, vi tính bảo mật cao và tốc độ xử lý nhanh hơn so với các loại khác. Tích hợp được nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng, đầu tư ứng dụng nhận dạng vân tay, nhận dạng khuôn mặt phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng tàng thư phòng chống tội phạm. Đối với ứng dụng nhận dạng trong mắt ADN và giọng nói sẽ có thiết kế mở để khi điều kiện phù hợp sẽ thực hiện đầu tư. Theo luật cư trú sửa đổi, số hộ khẩu, số tạm trú sẽ chấm dứt vai trò khi các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt và các cơ quan tổ chức địa phương đã thực hiện tốt việc kết nối, liên thông. Ngay sau khi bấm nút kích hoạt hệ thống, các đại biểu tham dự được trải nghiệm các dịch vụ tại một số điểm cầu. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương sẽ ký cam kết điện tử trong việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin.